Chào mừng mọi người quay trở lại với Fest. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với phần chơi hôm trước đã bỏ dở. Hôm trước mình tìm khá là nhiều thứ. Ok, hôm nay chúng ta quay lại đây. Mình vừa ăn phải cái gì đó. Hiện tại mình khá là đau bụng, shit. Không thích thế thế nào. Ok, chúng ta thử vào đây xem là có gì hot trong cái này không. Chỗ này mình chưa mở cửa, nghĩa là mình chưa đến. Đèn hải đăng chưa? Có bạn nào yeah, mình bơi được, mình quên mất. Có bạn nào đã được nhìn thấy đèn hải đăng ngoài đời thật chưa? Mình chưa nhìn bao giờ cả. Như thằng dân tộc ấy. Oh, mình có chìa khóa đúng không? Phập. Ok. Oh yeah. Đây. Oh quên, đây. Đây hả? Ok. Ta-da. Ok. Một cái bản đồ mới. Làm sao để lên ở trên này nhỉ? Ok. Ok. Mình sẽ cố gắng kiếm được mấy mảnh còn lại. Thế là đủ. Không bị thiếu. Ôi, hả? Chỗ này chỗ nào đây? Oh shit. Khoai thì sắn phết đây. Fuck. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Ok. Cái đệt. Hóa ra cái này là xoay à? Oh. 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 Game này bá phết chưa? Ok. Giờ làm sao để lên được trên kia? Đây. Lên ạ. Ok. Oh, đây là hải đăng à? Oh, hóa ra đây. Ồ, oh, mình đã nghĩ là cái gì? Đủ chưa? Fuck, một mảnh nữa. Còn một mảnh nữa ở dưới này, ok, ngon lành rồi đấy. Yeah. Trượt. Oh, nhìn nó kìa. Nhìn nó kìa, hay rồi. Ok, đủ. Ok, là thế là 6 hộp. Không biết 6 hộp đủ chưa nhỉ? Nhưng mình nghĩ là đủ rồi đấy. Nhưng mà cái chỗ này không biết, mình không biết, đang không biết. Chỗ nào để quay lại ta, chỗ này đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Ok. À không, chỗ này đi ra xa thôi. À đây, chỗ này đúng không? Không biết thì mình mở khóa được những cái chỗ nào rồi. Nhưng mà đây đúng không? Hình như cái chỗ mở khóa là chỗ này. Có vẻ nhiều người, khá nhiều người ủng hộ cái trò này. Mình không nghĩ là nhiều người ủng hộ mức đấy. Mình cần 7 viên, 8 viên thì phải. Ok, vấn đề là khá là lan giải. Chứ không đơn giản tí nào cả. 8 viên à, mình mới được có 6 viên. Còn 2 viên nữa. Khó khăn đấy. Có một chỗ cửa mình chưa ra đúng rồi. Wow. Không được. Ê. Fuck this shit. À mình phải leo lên đây trước, mình phải leo lên đây trước. Quên mất là phải leo lên đây trước. Ok ok ok, lên. Đây nhá. Xuống. Xoay. Vào, ok. Nào xem chỗ này chỗ nào. Chưa như... Mấy chỗ này tức là chỗ mình chưa vào. Vãi. Kia là mồm con cá chê, mặt con cá chê. Không giống vãi. Ok. Làm sao đây. Vấn đề nan giải lắm đây, ok. Hồi nỗi đang giải lắm. Xin nhá. Ồ, cái này cần khá là nhiều thứ để đè lên đây. Wow. Tốt nhất là mình không. Ok ok ok, may còn nước. Để xem nào. Cái gì đây? Cái gì vậy? Đây là cái gì? Cái lồng à? Cái lồng hả? Ok. Cái lồng. Cái lồng còn bom. Ồ. Vậy là mình phải lấy cái hộp này á? Are you fucking kidding me? Làm sao là nhặt cái hộp này lên được? Ship. Ship. Không thể nào luôn. Nghĩ gì vậy? Được.
Giờ mình lấy quả bom đây đã. Ship. Một quả bom. Bạn có thể nhặt lên bằng nút control, nhưng phải cẩn thận. Bạn có thể đặt bom xuống nhẹ nhàng bằng cách ấn xuống và nút control. Ok. Fuck. Không đặt xuống kịp. Khốn đấy đấy. Ok, chỗ này chỗ nào đấy? Ui, bố tho à? Đây có bố tho không? Tiếc không phải. Đây kiểu đây là khu mỏ. Dạng khu mỏ. Shit. Cái hòm này lấy được không? Không lấy được. Nope. Rất tiếc. Mình vừa đấy mình thấy cái gì đó đây nó lấp lóe. Đấy. Tức mình cần một quả bom ở đây à? Ồ. Ồ, hóa ra là như vậy. Giờ thì anh đã hiểu. Làm sao xuống? Nope. Làm sao để xuống bây giờ? Vấn đề nan giải phết nhờ. Ồ, quả bom là để đặt ra đây chứ không phải là để. Ok. Đi nào. Nhanh ơi. Nhây. Ơ kìa. Thế đấy. Fuck. Mình biết là nó ở chỗ đấy rồi, nhưng mà làm sao để xuống nhanh bây giờ. Ok. Đơn giản phết, không phải nỗi khó khăn lắm. Vâng, không đến nỗi khó khăn lắm, nhưng mà mình đã nón hai phát vì cái không đến nỗi khó khăn đấy. Ok, đi nhanh nào. 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 Trượt mới nhục. Mà như con này không bị chết bởi bom hay sao? Tại sao mình không đơn giản mình đi sang bên này nhỉ? Sao mình ngu thế? Vì mình là thiên tài. Oh yeah. Ui. Khiếp. Sao bom mà thế mà nó vẫn chả chết nhỉ? Hay à? Ok, lại bom nữa rồi, shit. Cái vấn đề nan giải phết đấy, không đùa đâu. À đây, 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 đây. Đây. Ok. Nào. View. Ok. Uầy. Vãi. Chết vãi game. Uầy, game hay vật. Bá vãi đều. Ok. Nhưng mà còn một viên nữa ở đây. Nhưng mà làm sao để ra được chỗ đấy mới là cái vấn đề. Vấn đề này khá là lan giải. Thực ra không đến nỗi lan giải lắm đâu. Cũng bình thường thôi. Ok. Té. Ok. Ôi tí ngã chết. Và xin. Xem nào, đưa ra được này đúng không? Ok. Về trong này là đơn xong rồi đấy. Chắc không? Are you sure? Không biết là mình đã xong hết trong này chưa? Hình như mình chưa lên trên kia. Đúng rồi, mình chưa lên trên kia. Để lên đấy cho kia chắc ăn. Thế đấy. Đây là. Mình làm gì vậy? Wow. Khó khăn đấy nhỉ? Sao đây? Ok, đây. Biết ngay mà, lại phải có bom nữa. Phải một quả bom nữa nó mới. Ok, việc nước nó mới xong. Té. Ồ, chết. Ồ, vậy mình phải quay kịp lúc không là mình sẽ không kỳ, không làm được. Ồ. 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 Tôi chết không kịp rồi. Fuck. Ồ, hóa ra là như vậy à. Mình phải cẩn thận không, nếu không kịp là nó sẽ bị dừng lại. Không. Con
xong rồi. Cất được rồi thì fuck. Khó khăn đấy, không đùa đâu. Chỗ này khó khăn ở cả một tầm cao mới. Ô, ô, có quả bom trên kia. Ào. Tôi không nghiên cứu kỹ đủ đợt là chết dở thế đấy. Có quả bom trên kia, mình đi nhặt quả bom cũ làm gì. Ok. Lên. Tao bảo mày, tao bảo mày lên, tao không bảo mày xuống. Ok. Rồi. 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 Bom. Ô, đấy là lý do tại sao nó dẫn ra đấy được. Ồ hô. Ok. Thiên tài vừa lờ. Ok, té. Píp. Ồ hô. Giờ mình có thể đi lên trên đấy thôi. Ok, không phải xoắn. Ngon rồi đấy. Game này cũng hại não phết chưa. Ok. 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 Uầy, nguyên một khối luôn kìa. Ồ hô. Ngon đấy, chắc đấy. Ồ ồ ồ. Wow. Wow. Ok. Khối nữa. Yeah. Cho em đi về cái. Ok. Game này được ấy. Chất phết đây. Thích phết đây. Hại não tí thôi nhưng mà chất phết đấy. Ô cái gì kìa. The fuck. Comet cẩn thận. Lỗ đen. Lỗ đen là rất lỗ đen rất kinh khủng. Nếu không có Hexahedron, thế giới sẽ phát triển không ổn định. Và không gian before so many times before it rip. Ok, vậy là mình sẽ cẩn thận. Không muốn chết thì mình không nên nhảy vào đấy. YOLO. Vậy nếu mình nhảy vào đấy mình sẽ bị hút ra ngoài không gian. Khá là nguy hiểm. Ok. Vậy có chỗ nào mình chưa đi à? Đâu có chỗ nào mình chưa đi đâu. Quay về em nào. Không biết là 7 viên đủ chưa chờ. Mình nhớ không nhầm là cần 8 viên cơ mà. Thử xuống nào. Wow. Ok. Chỗ này mới có. Ờ đúng rồi, chắc chắn là phải 7-8 viên. Thế mình, hay là mình tìm thiếu. Không biết có phải mình tìm thiếu không á. Ok, chúng ta sang đảo mới. Khu này trông lạ phết. Và mình không thấy đường đâu cả. Wow. 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 Ồ. Oh. Wow. Ok. Ok. Nguy hiểm. Đấy. Ok. Ok. Bứng. 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 Ồ. Oh, chết. Kinh dại. Ok. 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 Ô có rút kìa. Chết rồi lại bỏ phải làm người nhện rồi. Đấy. Người bánh dẻo. Từ từ, mình có thể làm này được. Ok. Tiết kiệm được một đoạn đi. Ơ. Chỗ này là quay về làng à? Ồ. Ai cần quay về làng làm cái lồng bán gì. Thảo nào mình trông cứ thấy quen quen. Hóa ra là. Ôi dào ôi. Ghê gớm. Chán ghê gớm. Chán ghê gớm. Thảo nào trông quen quen, hóa ra là do mình vào đây rồi. Dị nhân này. Mất bao nhiêu công. Ok, lên. Wow, wow, wow. Wow. Ủa sao. Wow. Ủa sao, ở đây. Và húp. Nhưng mà chỗ này chẳng có gì cả. Cái vấn đề nghiêm trọng đâu chỗ đấy cơ. Nghĩa lý của việc về đây là gì. Ờ fuck. Vớ vẩn vãi. Giờ làm sao lên kia. À phải nhảy đúng không. Ok.
vô dụng vật. Ok. Vèo. Ok, quay trở lại chỗ này. Luồn quần vãi. Ơ? What? Hả? Mấy cái lỗ đen rồi. The heck? Ok. Thế tốt. À ha, chỗ này mình ra hết chưa?